chào Giang nè và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Dạo gần đây mọi người có khỏe không? Mình hy vọng là tất cả các bạn đều ổn và đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ nhất có thể. Riêng mình nói dạo gần đây mình cảm giác là đồng hồ sinh học của mình có nhiều sự thay đổi. Mình dậy sớm hơn hồi xưa, kiểu là chẳng cần đến đồng hồ báo thức nữa luôn. Vậy thì vẫn làm các động tác vệ sinh cá nhân cơ bản thôi, thay cho mình một bộ đồ thật là thoải mái và năng động để đón chào ngày mới. Mình nghe được đâu đó là Kim Ngưu khi mà ở nhà sẽ rất là lộn thuộm và không để ý hình ảnh của bản thân. Điều đó đúng với mình nha. Nhưng mà hôm bữa khi mà quay daily vlog, có bạn chê là mình lên hình thiếu chỉnh chu và hơi lười xuề, cho nên mình đã rất là kiểm điểm bản thân luôn. Dù rằng mỗi video mình đều muốn truyền tải những lát cách chân thực nhất về cuộc sống của bản thân, nhưng mà cũng phải cố gắng thật là chỉnh chu để mọi người thấy mặt đẹp đẽ đàng hoàng nhất của bản thân, làm động lực cho mọi người nữa chứ. Từ ngày giảm cân trộm vía có thể nói là thành công nha, thì mình thoải mái hơn khi mà diện áo ba lỗ và áo hai dây. Vẫn chưa gọi là đẹp đâu, nhưng mà mặc những gì mình thích á, cũng cảm thấy rất là vui. Sáng hôm nay thì mình sẽ làm French toast, món bánh yêu thích của mình. Món này thì nếu các bạn có xem kênh mình nhiều thì chắc là cũng đã biết rồi. Món bánh mì rán được ngâm trong trứng và sữa, cực kỳ đơn giản nhưng mà ăn lại rất là ngon. Không quá nhiều dầu mỡ và gia vị cho nên rất thích hợp để dùng ăn bữa sáng. Hôm bữa thì công ty mình cúng tổ cho nên là mình đã lấy về rất là nhiều trái cây. Sáng nay mình cắt thêm một ít xoài nữa. Món bánh mì này nếu các bạn ăn kèm với lại bơ lạc hoặc là kem, trái cây thì sẽ rất là hợp. Nhưng mà hôm nay thì mình chỉ ăn với trái cây thôi, vậy là đủ rồi. Hôm nay thì quyết định là không uống cà phê, thay vào đó là một ly matcha latte. Lấy một lượng bột matcha vừa phải, sau đó mọi người sẽ cho vào cốc. Dùng chổi chuyên dụng để đánh đều matcha lên với một ít nước ấm. Mọi người nhớ là khi mà đánh matcha thì dùng nước khoảng 80 độ C thôi, đừng sôi quá nha. Hôm nay xui cái là tủ lạnh nhà mình hết sữa rồi cho nên mình sẽ đi bộ xuống dưới nhà để mua đồ. Dạo này buổi sáng nắng rất là sớm nhưng mà tự nhiên có cảm giác là khoan khoái và thoải mái lạ kỳ luôn. Nói thật là lâu lắm rồi mình mới có thể thoải mái tận hưởng không khí buổi sáng đến như vậy. Ánh nắng chiếu qua vai cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn rất là nhiều. Dưới nhà mình thì có một cửa hàng tiện lợi 24/7. Mình thích đi siêu thị và đi cửa hàng tiện lợi kinh khủng luôn á. Lần nào cũng tự nhủ là đi thì mua ít thôi, nhưng mà tới nơi á thì cảm thấy là tất cả mọi thứ mình đều cần, cho nên là muốn mua rất là nhiều. Dù vậy thì mục đích chính của hôm nay là mua sữa thôi, nên mình sẽ nhanh chóng tính tiền để còn về ăn sáng nữa. Cho đá vào ly và dùng sữa yến mạch cho ly latte này. Đổ matcha đã đánh đều lên trên và bữa sáng của mình thì đã hoàn thành rồi nè. Mình là đứa cực kỳ đam mê bánh mì mọi người ạ. Tất cả các loại bánh chỉ cần không quá béo và ngọt thì mình đều thích hết á. Nhưng mà khi giảm cân thì mọi người phải cắt giảm lượng tinh bột này đi nha. Nạp nhiều protein hơn và các dưỡng chất khác cũng nhiều hơn. Ban đầu đối với mình mọi thứ thật là khó khăn ấy, nhưng mà dần mình cũng cho phép bản thân là lâu lâu cheat vài ngày để thả lỏng đầu óc. Một hai bữa được ăn những món mình yêu thích, dù thiếu một chút heo thì cũng không sao đâu nha, cũng không khiến bạn mập ra đâu. Ăn sáng xong thì mình sẽ thay đồ để đi tập đây. Thực ra là chung cư nhà mình cũng có phòng tập, nhưng mà vì sự rủ rê của máy bay á, cho nên là mình quyết định đi một cái phòng tập khác mà mất 7 đến 10 phút đi xe. Nhưng mà từ khi mình tập ở đây, máy bay cũng không tập ở đây nữa. Hôm nay tâm trạng tốt cho nên mình lên một set đồ bánh bèo. Quần tập màu hồng của Fila mình có giới thiệu với mọi người trong clip unbox qua tháng 9 rồi nè. Áo tập thì là của Uniqlo. Mình cực kỳ thích đồ tập của Uniqlo luôn, mà hình như là không nhiều bạn biết đến Uniqlo có bán những cái đồ tập rất là xinh và basic như thế này. Chất liệu tốt, thấm hút mồ hôi và ôm cơ thể rất là chắc chắn luôn nha. Trước khi đi thì mình sẽ mang rất là nhiều đồ như là dầu gội nè, đồ tẩy trang, sữa rửa mặt và đồ skincare, cho nên ba lô đi tập của mình lúc nào cũng dày cộm. Hôm nay tới sớm cho nên mình sẽ ghé Starbucks gần phòng tập để mua cà phê. Trong lúc chờ đồ uống thì mình bên ngắm nghía những mẫu ly mới của Starbucks. Trung thu thì qua rồi nhưng mà mấy mẫu ly trung thu này nhìn vẫn rất là ghiền luôn, xinh ơi là xinh. Nhưng mà mình phát hiện ra là ở Starbucks cũng bán cà phê hòa tan. Chắc là nên mua về review cho mọi người xem sao ha, xem có ổn áp không. Chứ cà phê pha sẵn mà cái phiên bản Starbucks kết hợp với lại Nestlé thực sự là không khen nổi luôn á, thất vọng cực kỳ. Cà phê có rồi, bây giờ thì cùng mình vào phòng tập thôi. Hôm nay là ngày cardio nhưng mà có vẻ outfit của mình hơi sai sai rồi. Mà kệ lỡ rồi, dạo gần đây thấy bản thân khác nhiều. Lúc trước á, mình mê cardio cực kỳ luôn, bởi vì cardio sẽ giúp giảm mỡ nhanh. Nhưng mà gần đây mình lại mê tập tạ hơn nha mọi người. Bữa nào mà không tập tạ là thấy buồn lắm. Đã vậy á, hôm nay PT còn ưu ái cho chơi mấy cái quả combo mà bật nhảy này, chống đẩy rồi leo núi. Nói chung là phê mà đau nhức người kinh khủng luôn. Cardio thì được xem là bài tập giảm cân nhanh nhất. Nhưng mà với mình nha, nếu như các bạn thực sự muốn giảm cân mà đi kèm với lại có body đẹp á, thì mọi người nên kết hợp các bài tập kháng lực như là tập tạ, giúp gia tăng cơ bắp. Nếu sau này các bạn không có thời gian để tập đều, thì cơ bắp mà chúng ta xây dựng sẽ vẫn giúp các bạn đốt mỡ chứ không có bị dư thừa quá nhiều đâu. Tập tạ cũng giúp cho body của mình nét hơn, mặc đồ khỏe khắn hơn và trông tây hơn nữa. Và đó là kinh nghiệm của mình từ một đứa 53kg xuống còn 49kg.
Dù việc giảm cân nó không có nhanh nhưng mà mình thấy là khoa học, cho nên là hy vọng là các bạn đang xem video này, nếu như các bạn có nhu cầu giảm cân sẽ có những cái cách giảm cân khoa học và đúng đắn nhất nha. Đừng có nghe theo những cái lời khuyên mà giảm cân cấp tốc rồi giảm cân thành thánh ở trên mạng á, gây hại cho sức khỏe mà các bạn không biết đó. Cố lên nha. Tập xong thì không biết mọi người như thế nào, nhưng mà mình sẽ tẩy trang hết và skincare lại sau tập rồi mới đi về. Đặc biệt là dạo gần đây mình nhiều việc hơn thì da dẻ cũng cần đặc biệt chăm sóc hơn. Không thể thiếu được việc chăm chỉ nâng cơ mặt với em Emforio Bear này. Tập luyện cho body thì cũng phải tập luyện cho gương mặt luôn. Mình dùng em này thì hơn một năm rồi, ban đầu thì chỉ là một món quà từ Emforio thôi. Và mình thấy đơn giản là mình thích, vì sản phẩm nào của Emforio cũng chất lượng và có công dụng riêng vô cùng cần thiết cho con gái mình. Nhưng mà với cái em gấu này nè thì mình thực sự là nó nâng tầm cái việc làm đẹp lên đó. Đặc biệt là các bạn nữ thế hệ mới, các bạn mà đang quay cuồng trong công việc nè, nhiều khi không có thời gian để chăm lo cho bản thân, ít uống nước, stress liên tục, da dễ xấu đi và mất dành độ đàn hồi, thì mình cảm thấy là sau tuổi 25 khi mà da của chúng ta bắt đầu lão hóa thì mình luôn ghen tị với các bạn mà có làn da căng bóng rạng rỡ. Vì vậy càng phải chăm chỉ là massage nâng cơ mặt hơn. Emforio Bear thì vừa nhỏ nhắn mà thời lượng pin cũng lâu, cho nên mang đi đâu cũng tiện và nó sẽ không cồng kềnh đâu. Ban đầu thì mình dùng chưa quen á, chỉ dùng nước 1, nước 2 thôi. Nhưng mà giờ quen rồi á, thì xài cái độ rung lên nước 4, nước 5 luôn mới đủ phê. Việc chăm chỉ massage nâng cơ cũng sẽ khiến cho việc là da của chúng ta được tập luyện nè, săn chắc hơn, hạn chế tình trạng chảy xệ và cũng tạo shape cho gương mặt nữa. Hồi trước khi mà đánh khối mình toàn đánh đại theo kiểu tổ tiên mách bảo sao thì đánh thôi, chứ không thực sự hiểu lắm về đường nét khuôn mặt. Khi mà mọi người tập luyện nâng cơ như thế này nè thì gương mặt nó cũng sẽ nổi khối rõ rệt hơn á, trang điểm nhấn nhá cũng dễ hơn đó nha. Và bữa nào quên serum Emforio thì có thể thay bằng serum bóp nước là được. Tuy vậy thì không thể nào là chỉ với một chiếc máy mà có thể cải thiện được tất cả các vấn đề của da, cho nên các bạn cũng đừng quên là mỗi ngày uống đủ nước và giữ tinh thần tâm trạng vui vẻ tích cực nhất nha. Trước khi về nhà thì mình sẽ ghé siêu thị Anna mua ít thực phẩm. Về quê nghỉ lễ thì bố mẹ cũng giấm dúi cho rất là nhiều đồ ăn rồi, nhưng mà vẫn muốn đi mua một ít rau củ trái cây và sốt chấm. Trái cây ở Anh Nam thì tươi nhưng mà rau củ thì lại không quá đa dạng đâu. Mình mua một gói rau hỗn hợp để làm salad. Những túi rau nhiều loại như thế này vừa tiện và vừa nhanh cho những hôm nào mà các bạn muốn ăn healthy. Mình cũng hết sữa chua cho nên sẽ mua thêm một hộp sữa chua Hy Lạp để tối về làm overnight oat. Thích nhất là quầy sữa và phô mai của Anna đó mọi người, đa dạng và đủ mẫu mã. Quầy mì rau củ cũng đa dạng luôn, đúng kiểu là thiên đường cho hội eat clean. Bên cạnh đó thì mình sẽ mua thêm một túi croissant đông lạnh để mai đem ra nướng là ăn được luôn. Ôi mình mê croissant kinh khủng luôn, hồi dịch á thèm mà tự mày mò làm. Nhưng mà công nhận đó là chiếc bánh này rất là cầu kỳ luôn. Giờ thì mua thử loại đông lạnh xem ăn nó như thế nào, có ngon như là bánh tự làm hay không. Tiếp đó trước khi về thì cũng tranh thủ ghé tiệm cây mua vài chậu cây mới cho ngôi nhà. Đợt trước chuyển nhà mấy chú vận chuyển đã làm gãy và hư hết hai chậu cây của mình, buồn thối ruột luôn. Cô chủ tiệm cây mà mình hay mua rất có tâm, mỗi lần mua thì đều hướng dẫn rất là tận tình cách chăm sóc. Trồng cây trong nhà không chỉ giúp cho căn nhà có sức sống hơn mà còn khiến tâm trạng của mọi người được cải thiện hơn rất là nhiều nha. Mình mua một chậu bạch mã hoàng tử này, loại cây này dễ chăm sóc, dễ trồng và đặc biệt trồng trong nhà thì dễ chịu, mọi người có thể thử. Một chậu trầu bà thanh xuân nữa, nghe chị bán hàng nói như thế nhưng mà mình không chắc lắm lại có phải là trầu bà thanh xuân không nữa. Hy vọng là mát tay chăm cho em nó to ra chứ mình thích kiểu này lắm. Mê cây nhưng mà mỗi lần chị dám mua một hai chậu thôi, sợ chăm không tới thì nó lại chết uổng. Khi nãy bưng hai chậu cây về tới nhà thì phát hiện ra là quên mua cái chậu rồi. Thôi ít bữa nữa đặt hai cái chậu cói về bỏ vô cho đẹp. Mua cây set up dọn nhà cửa xíu, thấy oải quá trời luôn, lười nấu ăn cho nên mình đặt bún chả về ăn trưa. Bún chả đúng là tinh hoa ẩm thực luôn, cũng dễ ăn trong những ngày thời tiết nóng nực ẩm ương nữa. Em trai mình lần đầu ăn bún chả tâm tắc khen mãi không thôi. À, lại nói chuyện ăn uống nha. Ngoài tập luyện thì mình cũng muốn chia sẻ với mọi người thông tin mà dạo gần đây mình học được. Chắc là nhiều bạn cũng biết rồi nhưng mà có thể các bạn sẽ có những bạn chưa biết, thì chia sẻ cho các bạn nào mà đang có nhu cầu giảm cân thì cũng muốn tâm lý thoải mái khi ăn uống ấy, thì đó chính là việc thâm hụt calo. Mình nhắc nhiều rồi nhưng mà nhắc tiếp nha. Có nhiều bạn nghĩ là đang ăn ít rồi là cắt bữa nhưng mà thực ra lại nạp vào rất là nhiều calo rỗng từ những món ăn thiếu healthy. Có nhiều bạn thì lại ăn quá ít khiến cho cơ thể bị giảm trao đổi chất rồi rơi vào trạng thái sinh tồn, cơ thể càng ngày càng trữ mỡ chứ không có đốt cháy đi. Vì vậy các bạn hãy quan tâm hơn đến các chỉ số của cơ thể, lên plan meal hợp lý nhất với bản thân, được thì hãy cài những cái app để mà kiểm soát calo cũng được nữa. Chính bạn sẽ phải thấu hiểu cơ thể nhất chứ không phải là nghe theo các review trên mạng đâu. Không biết là các bạn có chê mình nói nhiều không nhưng mà thực sự là mình rất muốn chia sẻ những điều này, bởi bản thân mình cũng từng vì áp lực cân nặng mà nhịn ăn này rồi giảm cân không lành mạnh, gây hại cho sức khỏe, và hy vọng là các bạn sẽ không như mình. Chiều nay đáng lẽ là mình có hẹn với bạn đi cà phê để bàn chuyện nhưng mà vì nó bận cho nên là mình bị leo cây. Thôi vì vậy mình quyết định rẽ vào Uniqlo mua đồ tập. Uniqlo đang ra mắt bộ sưu tập mới, nhiều món xinh xắn kinh khủng luôn. Mà mỗi lần tới Uniqlo hay Muji thì đều rất là thích. Một phần là vì nghệ thuật trưng bày sắp xếp ở đây á, khiến những đứa mà thường bị OCD như mình nó mê mẩn, thì những cái sản phẩm quần áo ở Uniqlo cũng rất là hợp gu mình.
Nhìn những tượng mannequin mặc đồ nam nó thực sự rất là muốn có người yêu luôn á mọi người. Muốn được stylist cho bồ mặc những món đồ như thế này nè. À, đây là khu vực nhận đồ tái chế của Uniqlo. Nếu bạn đang có các sản phẩm quần áo mà đã qua sử dụng và muốn cho đi thì có thể mang tới đây nha. Những món đồ này sẽ được làm sạch và mang đến cho trẻ em và các thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao. Nhanh thôi thì mùa đông cũng sẽ tới. Hy vọng là chương trình này sẽ kéo dài thật dài, mang lại chút ấm áp cho trẻ em vùng cao. Tối nay quyết định học theo công thức trên mạng thử làm burrito, món ăn có bắt nguồn từ Mexico, nhưng mà lần này thì lại hơi thất bại rồi. Không phải lần nào mình nấu ăn cũng thành công đâu nha. Đầu tiên thì mình ướp gà theo kiểu Mexico bằng cách là cho nhiều loại gia vị hơn để tạo mùi thơm. Ướp gà sau khi ướp thì mình sẽ cho vào nồi chiên không dầu khoảng 20 phút. Sau đó xếp 2 lát bánh tortilla, phết một ít sốt kem cay, cho vào các loại rau salad này, một ít phô mai, bơ tươi. Nhưng mà không hiểu sao nha, tortilla mọi người làm trên mạng có thể cuốn được rất là mềm, kết cấu cũng dẻo dai, nhưng mà bánh của mình á, lại bị giòn và gãy. Cho nên mọi người nhìn một cái cuốn to vậy thôi, nhưng mà cuối cùng á, mình phải chia ra thành những chiếc bánh nhỏ chứ không cuộn được thành cuộn lớn. Thay vì đem bánh cuộn đi áp chảo để vỏ giòn á, thì mình thử cho nó vào máy ép bánh waffle. Nói chung là cũng được thôi, nhưng mà đối với mình thì nó hơi thất bại, không có được như mình tưởng tượng ấy. Dù vậy thì mình vẫn rất là thích mày mò những công thức mới như thế này. Mỗi ngày tìm hiểu và thử những điều mới lạ cũng là một điều hay ho. Sau đó thì dầm thêm một ít dâu tây vào ly, cho một ít mật ong để tạo vị ngọt, đổ đá và cho sparkling vào. Một ly soda mát lạnh buổi tối như vậy là đã xong. Cũng không tệ để kết thúc một ngày hoàn hảo trọn vẹn. Trước khi đi ngủ thì tất nhiên là phải tắm táp sạch sẽ và không quên skincare nha các bạn. Mình đang dùng toner hoa cúc của Q tặng, serum của The Body Shop tặng. Trộm vía là đều là những món mình rất thích và đang hợp da mình lắm. Kem dưỡng trắng của Senka nữa cũng rất là ok la luôn. Thật sự lâu lâu lại thấy may mắn khi mà mình được làm công việc này, không bị áp lực về thời gian, được làm mọi thứ mình yêu thích, được chia sẻ với mọi người cuộc sống của bản thân, lại còn được nhận rất là nhiều quà tặng nữa. Có cô gái nào mà lại không mê khi được tặng quà đúng không? Mình sẽ xịt một ít thơm gối hương lavender lên gối, nghe nói là có tác dụng an thần và giúp giấc ngủ sâu ổn định hơn. Đây là chai chuyên để xịt thơm gối thật nha, chứ không phải là nước hoa đâu, cho nên sẽ không bị hăng mùi quá gắt. Dưỡng thể thì cũng là hương lavender luôn, cấp ẩm cho da nữa là xong. Bây giờ thì sẵn sàng lên giường và đi ngủ thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết cái vlog này, hình như hơi dài thì phải. Nhưng mà mình hy vọng các bạn xem video này đã nhận về được những thông tin hữu ích và được truyền cho những cái năng lượng thật là tích cực tươi mới để ngày ngày bản thân thật là tốt đẹp hơn. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, hẹn gặp lại trong những video lần sau nha. Bye bye và chúc mọi người ngủ ngon.